Land Rover Việt Nam thông báo sẽ ra mắt chiếc Range Rover Velar mới tại Việt Nam vào cuối năm nay. Hiện chưa có chi tiết về giá và thời gian mở bán của Range Rover Velar. Các đại lý Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc và tùy chỉnh cấu hình theo yêu cầu từ giữa tháng 9. Bên ngoài xe có mặt ca lăng nổi bật nhờ lưới tản nhiệt cỡ lớn, nối với cụm đèn trước Pixel LED, có khả năng tự điều chỉnh chế độ sáng và mở rộng góc chiếu. Bên trong xe, Range Rover Velar được thiết kế theo phong cách tối giản và hiện đại. Bảng táp lô nổi bật nhờ cụm màn hình cong đặt nổi, kích thước 11,4 inch. Theo công bố từ nhà sản xuất, Range Rover Velar mới được bán với nhiều tùy chọn động cơ, bao gồm cả bản plug-in hybrid P400e. Phiên bản này là sự kết hợp giữa động cơ xăng 2.0 và motor điện 105 kW, sản sinh công suất 404 mã lực, mô men xoắn cực đại 640 Nm. Cấu hình Line giúp Velar tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 5,4 giây, vận tốc tối đa lên đến 209 km/h. Các phiên bản khác có thể được trang bị động cơ 4 hoặc 6 xi lanh 2.0 lít. Trước đó, bản nâng cấp giữa vòng đời của Range Rover Velar đã được bán tại thị trường Mỹ và châu Âu từ đầu năm 2023.